Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em đang theo dõi chương trình này, và đây là bản tường trình đặc biệt của chúng tôi. Chương trình chuyến tông du thứ 35 của Đức Thánh Cha đến Sip và Hy Lạp trong thông báo được đưa ra hôm thứ Bảy 13 tháng 11. Tòa Thánh đã cho biết chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Sip và Hy Lạp. Đức Thánh Cha Francisco sẽ tông du Sip và Hy Lạp từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 12. Đây là chuyến tông du thứ 35 của Đức Thánh Cha trong triều đại giáo hoàng của Ngài, và là chuyến tông du thứ ba sau khi đại dịch coronavirus bùng phát trên thế giới, làm gián đoạn các chuyến tông du của Ngài trong suốt 15 tháng. Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố lịch trình dự kiến của Ngài trong 5 ngày, bao gồm một lịch trình bận rộn với các cuộc họp với chính quyền địa phương, các nhà lãnh đạo giáo hội, các cử hành phụng vụ và các cuộc gặp gỡ đại kết. Đức Giáo Hoàng cũng sẽ trở lại thăm đảo Lesbos của Hy Lạp để thăm những người di cư. Vào ngày thứ Năm 2 tháng 12, Ngài sẽ rời Roma để bay đến quốc đảo Síp, tiếng Anh là Cyprus. Ngài sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Lakana lúc 3 giờ chiều, nơi sẽ có lễ nghi chào đón chính thức. Vào lúc 4 giờ chiều, Ngài sẽ gặp gỡ các linh mục, những người thánh hiến, phó tế, các giáo lý viên và các thành viên của các hiệp hội tông đồ đang hiện diện ở Síp tại nhà thờ Đức Mẹ đầy ân phúc của Công giáo nghi lễ Maronai. Sau đó, lúc 17 giờ 15 sẽ có lễ nghi đón tiếp tại phủ Tổng thống Nicosia. Kế đó là cuộc gặp gỡ xã giao với Tổng thống Síp và cuộc gặp gỡ với chính quyền địa phương, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Ngày hôm sau vào sáng thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng sẽ có chuyến thăm xã giao tới Tổng giám mục Chrysostomos Đệ Nhị, là Tổng giám mục chính thống của Síp, tại tòa Tổng giám mục ở Nicosia. Sau đó là cuộc gặp gỡ với Thánh Công đồng tại nhà thờ chính thống ở Nicosia. Kế tiếp, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một thánh lễ tại sân vận động GSB ở thủ đô. Vào buổi chiều, Ngài sẽ tham dự một buổi cầu nguyện đại kết với những người di cư tại nhà thờ giáo xứ Thánh Cha ở Nicosia. Thứ Bảy, 4 tháng 12, Đức Giáo Hoàng sẽ rời Síp để bay đến thủ đô Hy Lạp là Athens, hay còn gọi là Nhã Điển, nơi Ngài dự kiến sẽ đến lúc 11 giờ 10 phút theo giờ địa phương. Lễ nghi tiếp đón chính thức sẽ diễn ra tại sân bay quốc tế Athens. Sau đó là buổi lễ đón tiếp tại phủ Tổng thống. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ xã giao với Tổng thống Cộng hòa và Thủ tướng, và sau đó là cuộc họp với chính quyền địa phương, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ có chuyến thăm xã giao đến Đức Tổng giám mục Hieronymus Đệ Nhị của Athens và toàn Hy Lạp, tại tòa Tổng giám mục chính thống giáo. Tiếp theo là cuộc gặp gỡ của phái đoàn Tòa Thánh và hàng giáo phẩm chính thống giáo Hy Lạp tại phòng Ngai Vàng. Cuối ngày hôm đó, Ngài sẽ gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, những người thánh hiến, chủng sinh và giáo lý viên của cộng đồng giáo hội địa phương tại nhà thờ Thánh Dionysio ở Athens. Kết thúc buổi tối, Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ riêng với các linh mục, tu sĩ dòng tên tại tòa sứ thần Tòa Thánh ở Athens. Sáng Chủ nhật, Đức Giáo Hoàng sẽ đến đảo Lesbos của Hy Lạp để thăm những người tị nạn tại trung tâm tiếp nhận và nhận dạng ở thị trấn Mytilene. Sau đó, Ngài quay trở lại Athens vào buổi chiều để cử hành thánh lễ lúc 16 giờ 45 tại phòng hòa nhạc Megaron.
buổi tối Ngài sẽ chào đón chuyến viếng thăm xã giao đáp lễ của Đức Tổng Giám mục Hieronymus Đệ Nhị tại Tòa Sứ Thần ở Athens. Cuối cùng, vào sáng thứ Hai, ngày 6 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp đón Chủ tịch Quốc hội tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Athens. Sau đó Ngài sẽ gặp gỡ những người trẻ tại Trường Thánh Dionysio do các nữ tu dòng Ursula ở Marsuri, Athens điều hành. Sau cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha sẽ ra sân bay quốc tế Athens. Tại đây sẽ có lễ nghi tiễn biệt. Đức Thánh Cha sẽ khởi hành về Roma lúc 11:30. Theo dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ về đến sân bay quốc tế Siambino vào lúc 12:35. Đức Tổng Giám mục phẫn nộ trước việc lực lượng an ninh Chad tấn công linh mục ngay trong nhà thờ. Trong một thông điệp được công bố trên Vatican News, Đức Tổng Giám mục Goebe Edmond Zitanga của Tổng giáo phận Jamena đã phản ứng với sự phẫn nộ trước vụ hành hung một linh mục ngay trong nhà thờ của Ngài bởi lực lượng an ninh Chad. Đức Tổng Giám mục Zitanga cho biết, vào sáng ngày 3 tháng 11, những người đàn ông mặc quân phục, tự xưng là thành viên của quân đội Chas, đã tiến vào sân của giáo sứ chân phước Isidore Bacanza ở thủ đô Jamena. Đức Tổng Giám mục tố cáo rằng các binh sĩ này đã cư xử ngang tàng, không có bất kỳ sự tôn trọng nào đối với người dân và nơi mà họ đang đứng. Khi cha xứ hỏi họ tại sao họ lại ở đó, và liệu họ có lệnh khám xét để biện minh cho sự hiện diện của mình hay không, thì trước tiên họ xúc phạm Ngài, sau đó hành hung và giật đi điện thoại của Ngài. Đức Tổng Giám mục Zitanga viết, chúng tôi tố cáo những thái độ và hành vi khinh miệt mà một số đồng hương đã thể hiện với niềm tin tôn giáo của những người khác. Đây là một hình thức bất khoan dung đáng lẽ không có chỗ đứng trong một xã hội đa nguyên như xã hội chúng ta. Những người hành xử theo cách này gây chiến với Thiên Chúa, bởi vì Chúa không khinh miệt bất kỳ lời cầu nguyện nào được thực hiện với tấm lòng chân thành, bất kể tín đồ ấy thuộc về tôn giáo nào. Đối với Đức Tổng Giám mục Jamena, trường hợp này rất đáng quan tâm vì nó khẳng định sự khinh thường người dân và nơi thờ phượng của những người lẽ ra phải bảo vệ những người và những nơi thờ phượng ấy. Đức Tổng Giám mục Chad nhấn mạnh rằng những gì đã xảy ra không phải là một sự việc cá biệt. Ngài nhắc nhớ lại một số lá thư phản đối của mình đã không được các nhà chức trách của đất nước quan tâm. Đức Tổng Giám mục từng gửi thư cho Bộ trưởng An ninh Chad. Một lá thư sau khi xảy ra việc cảnh sát đàn áp các cuộc biểu tình của giới trẻ vào ngày 6 tháng 2 năm 2018, lựu đạn cay đã được cố tình bắn vào trong sân của giáo sứ Thánh Mattia Mulumba, làm bị thương các tín hữu đang ra khỏi nhà thờ sau thánh lễ buổi sáng. Vào ngày 29 tháng 3 năm ngoái, các nhân viên cảnh sát đã ngăn không cho một linh mục vào giáo sứ Thanh Tâm ở Chagua, nơi Ngài cử hành bí tích thánh thể với một chương trình phát sóng trực tiếp trên Radio Arc-en-Ciel. Đây là thời kỳ lockdown vì COVID-19. Sau những vi phạm liên tục đối với các nơi thờ tự của Công giáo, kèm theo bạo lực, bất hợp pháp và không có bất kỳ lý do nào, Đức Tổng Giám mục nói rằng Ngài không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải công khai với dư luận quốc tế. Đức Tổng Giám mục bày tỏ mong muốn rằng các cơ quan chức năng làm rõ về việc thường xuyên thiếu tôn trọng các nơi thờ tự Công giáo. Ngài nói rằng những gì đang xảy ra là một sự vi phạm rõ ràng điều đầu tiên của Hiến pháp, trong đó tuyên bố rằng Cộng hòa Chad là một quốc gia thế tục. Những người lính Chad cố tình vi phạm các thể chế thiêng liêng, đang đặt mình lên trên luật pháp và đang hành động ngang tàng mà không bị trừng phạt. Đức Tổng Giám mục nói rằng bất kể động cơ của lực lượng an ninh là gì,
không thể chấp nhận được việc xúc phạm và tấn công một tín hữu hay một giáo sĩ đang thực thi trách nhiệm của mình, ngay cả khi người đó là người nước ngoài. Đức Tổng Giám mục Yamena tự hỏi, chúng tôi tự hỏi liệu địa điểm tiếp theo bị tấn công có phải là nhà thờ chính tòa, nơi ngay bên cạnh một khu chợ cung cấp quân nhu đủ loại đang được dựng lên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Đức Tổng Giám mục đã yêu cầu các tín hữu công giáo của đất nước cầu nguyện cho sự hoán cải con tim của những người không tôn trọng những điều thánh thiêng vì thiếu hiểu biết hoặc coi thường. Ngài cũng kêu gọi họ đừng ngại tố cáo mọi hành vi và hoạt động đáng ngờ có khả năng làm tổn hại đến tính cách thiêng liêng của nơi thờ tự. Tuy nhiên, Ngài cũng khuyến khích tất cả các giáo xứ và cơ sở công giáo tăng cường an ninh tại cơ sở của họ. Trên hết, Đức Tổng Giám mục Jitanga nói rằng các tín hữu nên cầu xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai làm hại giáo hội. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.